Ioni bên kênh Supercar đang giới thiệu với các bạn chiếc Lamborghini Huracan LP6104. Chiếc xe này 24-25. Chiếc này mới đợt về đâu đó khoảng 20 tỷ ra biển trắng. Hiện tại thì chiếc xe này đã qua sử dụng và đang có mặt tại VOV Supercar đường Nguyễn Văn Linh. Ở đây là bao nhiêu Nguyễn Văn Linh anh tới nhỉ? Anh Johnny? 180. À, 480 Nguyễn Văn Linh. Nó check check ở bên cái khu hội chợ triển lãm SDCC ấy, rất dễ tìm. Chiếc màu xanh này, màu xanh này đã gọi được là màu độc chưa? Việt Nam có khoảng 2-3 chiếc. À, có khoảng 2-3 chiếc. Thực ra thì các bạn có thể xem được những cái hình ảnh chiếc xe này bên kênh Johnny Supercar ngay góc bên trái màn hình. Nhưng các bạn cũng có thể xem trên Auto Daily. Các bạn muốn xem chiếc này hay xem chiếc này ạ? Với siêu xe nhá, thì mình nghĩ rằng là siêu xe này hay là siêu sang ấy thì sẽ không có chiếc nào giống chiếc nào cả. Bởi vì khi mà khách hàng đã bỏ ra cả triệu đô rồi thì tôi phải muốn là nó là xe của tôi. Tức là gì? Một chiếc xe ngay từ màu sơn, ngay từ trang bị nhìn cái đấy là xe của ai. Ví dụ như nếu mà tôi đặt chẳng hạn thì tôi sẽ trang bị rất nhiều màu xanh của cỏ cây hoa lá. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vâng, hiểu rồi thì có thể comment ngay bên dưới. Mình sẽ xem nhanh chiếc xe này nhá. Huracan màu xanh rất độc và đẹp. Vẫn xin phép anh em là và mọi người là để tiếng âm thanh của siêu xe, bởi vì nó là như tiếng nhạc nền ấy, không có nhạc nền mình tụt mút tụt hứng. Thực ra khi mà Lamborghini ra mắt cái dòng Huracan này thì cái doanh số nó tăng trưởng tột bậc. Nó là do cái nhu cầu khách hàng bây giờ nó khác. Ngày xưa xe tôi là suốt ngày phải đua, phải là công suất, thì bây giờ ngoài đua nữa thì tôi phải đi phố nó êm êm. Cái xu hướng đấy dịch chuyển rất là rõ trên các cái hãng xe thể thao. Porsche cũng vậy, dòng 911 cũng vậy, vân vân. Bây giờ nó phải êm. Tất cả những chiếc siêu xe thì có cái nguyên tắc thiết kế là như nhau. Còn tùy mỗi hãng sẽ tập trung vào cái yếu tố nào thì họ sẽ tập trung vào như vậy. Ví dụ ông Lamborghini là ngày xưa tôi chạy tất cả các siêu xe, tôi chả thấy ưng cái nào cả. Về tôi làm ra một cái có được không ạ? Hay là Porsche cũng được. Bây giờ nếu mà mình tôi chạy cái xe này không ưng, tôi về tôi làm ra một chiếc xe gì đấy giống như anh tỷ phú Phạm Nhật Vượng ấy ạ, giống như bác Phạm Nhật Vượng ạ. Bác chưa ưng xe nào, bác làm ra xe VinFast có được không? Được chứ, nếu mà các bạn có tiền và các bạn dám làm được. Rồi thôi, màu này đi nhá. Màu này đẹp này. Mình rất thích bởi vì đi ra đường phát là biết luôn, màu xanh nó rất là hợp mệnh. Đèn rất là đặc trưng của Lamborghini. Đây là rửa đèn ạ. Rồi, tất cả những chiếc xe siêu xe thì phần khí động học là xịn sò, không bao giờ được phép phách. Được không ạ? Phách 1, phách 2, kể cả phách 1 cộng cũng không được. Đó. Cản dưới carbon. Cản này độ thêm rồi. Bỏ tót mà, tôi là bỏ tót. Mâm trước của Lamborghini Huracan là mâm 20. McLaren 650 hôm trước tôi giới thiệu với các bạn là mâm 19 phía trước. Phanh gốm carbon, kẹp phanh Lamborghini. Nhưng mà tôi, nếu mà xe của tôi sẽ đây, tôi sẽ chọn cái kẹp phanh cùng màu cho nó đẹp. Tất cả thiết kế trên chiếc xe này đều theo hình mũi tên.
phi tiêu bắn về phía trước. Nó có một cái triết lý thiết kế vô cùng rõ ràng. Và ngay cả bên phần thân xe này cũng vậy. Tất cả ngoài cái đường nét đẹp chúng ta thấy rồi thì ẩn bên trong nó là cái đặc tính khí động học vô cùng lớn. Phía sau nữa là hệ thống khung gầm, phía trong nữa là hệ thống động cơ, phía trong nữa là hệ thống kiểm soát cái hệ thống dẫn động. Và quan trọng hơn, về mặt chỉ số lý thuyết, chiếc siêu xe nào cũng có thể loanh quanh 3 giây. Chiếc này tôi nhớ không nhầm là khoảng 3,2 giây tăng tốc từ 0 đến 100. Nhưng quan trọng nó tạo cho bạn một cái cảm giác như thế nào. Bạn thích McLaren, bạn thích Ferrari, bạn thích chiếc xe nào đó, bạn thích Lamborghini. Quan trọng nó phải tạo ra cái cảm xúc, còn mọi thứ lý thuyết nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Đúng không ạ? Dạ. Cánh lướt gió, đây, quy tắc tất cả các siêu xe là giống nhau. Kể cả xe bình dân cũng có những chiếc cánh lướt gió này. Nhưng trên những chiếc siêu xe thì nó có một cái hiệu năng rất đặc biệt. Và đây ạ, phần cản dưới, cam lùi có hết. Đây nhá các bạn nhá, giá trị trên những chiếc siêu xe, cái động cơ này tôi nghĩ là chiếm phải 60% rồi. Chính vì vậy một cái nắp kính như thế này để khoe cái phần động cơ. Động cơ là động cơ 5.2 V10 620 là 620 mã lực ạ. Ký tự rất dễ nhớ. Và cái nắp động cơ như thế này tôi khoe ra thì nó cũng có giá không hề rẻ. Nghệ thuật bán hàng, nghệ thuật tạo sản phẩm của tất cả các hãng siêu xe siêu sang là như vậy. Mười mấy nghìn đô cho một tấm kính như thế này là một cái trang bị. Và tất cả những cái chi tiết bạn nhìn, tất cả trang bị bên trong, bạn có thể tích 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 tích. Và Lamborghini sẽ mang đến cho bạn một chiếc xe theo đúng sở thích của bạn. Ở đây là đang là tiếng nổ của chế độ không tải. Thì chúng ta sẽ thấy một cái sự êm đềm, êm dịu. Nhưng rất có thể chút nữa thôi mình chỉ đạp ga lên thì các bạn có thể hình dung cái cơn bão nó như thế nào. Nắp bình xăng. Đây ạ. Cái nắp bình xăng siêu xe nó cũng xịn. Nó cũng nhẹ. Nó cũng khác. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong khoang xe nhé. Để tôi mở cái cánh này lên này. Để anh quay phim hướng góc này. Còn tôi sẽ đi sang bên kia. Đây. Xanh từ trong ra ngoài. Ôi chiếc này quá hợp phong thủy với mình. Vấn đề còn lại nữa là tiền mà thôi. Rồi, mới là khoảng ra biển trắng khoảng 20 triệu. À xin lỗi, 20 tỷ. Nhiều tỷ quá, hoa mắt. Một chiếc khóa như thế này. Còn bây giờ một chiếc xe đã qua sử dụng, đã lướt. Thực ra siêu xe thì chạy không nhiều. Thì dưới 20 tỷ. Dưới 20 tỷ. Và khi ngồi vào trong khoang xe của Lamborghini thì đây nha các bạn sẽ thấy này. Nó rất khác cảm nhận khi mà ngồi vào chiếc McLaren. McLaren nó có cái gì đấy nó hoang dã hơn. Nó hoang dại. Nó kiểu như nó như nào, chất kiểu rất khác. Nhưng Lamborghini các bạn sẽ thấy là nó rất nhiều hàng phím, rất nhiều cái chi tiết góc cạnh. Và kiểu như nó công nghệ hơn. Không biết là tôi nói có đúng hay không, nhưng mà đấy là cái cảm nhận của tôi. Các bạn có thể đóng góp ý kiến của các bạn bằng cách comment. Chúng ta có thể trao đổi thêm nhá. Lamborghini Huracan màn hình phía sau. Màn hình full kỹ thuật số luôn.
Và dù là Lamborghini, dù là Ferrari hay là McLaren thì cũng xin thưa với các bạn rằng ưu tiên đồng hồ là đồng hồ vòng tua. Đây ạ. Đó, tất cả những chiếc siêu xe phản xạ của đồng hồ rất nhanh. Đấy, cũng có thể nâng hạ bánh trước ở đây. Cầu trước, phải gọi là cầu trước mới chuẩn. Màn hình này 12,3 inch. Nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận rằng với Lamborghini ấy, thì các bạn sẽ thấy cái sự phô trương ra cái bề ngoài nó nhiều hơn kiểu như McLaren. Khi mà bạn nhìn thấy một cái cần số này. Đấy, khi bạn nhìn thấy cần số này. Đấy, như thế này là chúng ta đá số VN nhá. Đồng thời này, VN nhá. Đấy, nhưng mà bởi vì đang trong showroom xin phép là để chế độ đỗ. Đây. Và khi bạn cảm nhận, bạn cầm như thế này. Đây ạ. Thì bang, 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 bang. Đấy. Nhìn cái vô lăng nó công nghệ hơn. Đây. Chúng ta có thể đá pha, nhá pha, xin lỗi, nhá pha qua một cái nút như thế này. Có thể sinh an bên trái, bên phải, chứ không phải gầy 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 như thế này như chiếc xe bình dân. Bởi vì tôi là siêu xe cơ mà. Các bạn hãy nhìn cái cần số nó to như thế này, nó chiếm hết diện tích rồi. Thì cái thiết kế nó cũng khác. Gạt mưa ở đây ạ. Đây ạ, gạt mưa ở đây. Đấy. Còn cái việc điều khiển màn hình thì chúng ta có thể sử dụng các cái phím ở đây. Có thể kết nối Bluetooth, có thể sử dụng rất rất nhiều tính năng ở trong này. Bao gồm là function là chính năng này. Media là có thể kết nối Bluetooth này. Chúng ta có thể vào setting nữa. Dùng tính năng nào thì chúng ta sử dụng cái phím bên này. À, với một chiếc xe siêu sang chẳng hạn, thì cái phần điều khiển gật gù vô lăng thì rất có thể là bằng điện, nhưng mà thôi, tôi Lamborghini, tôi có những thứ tôi phải giữ nguyên chất của tôi chứ, điều khiển cơ với Huracan bản này. À, nhưng mà tất cả những cái tính năng này ấy, thì nó bình thường, nó chỉ là tối ưu trên một chiếc siêu xe thôi, một chiếc xe thể thao. Nhưng đây mới là chất của những chiếc siêu xe. Strada thì đấy, đi phố ạ, Sport. Đấy, các bạn sẽ thấy nhá. Khi mà tôi chuyển sang Sport thì tiếng bồ nó đã khác rồi. Và phần tự động ngắt động cơ bỏ luôn, vô hiệu hóa luôn. Bởi vì tôi đã chạy thể thao rồi thì nhiên liệu thì tôi cũng không ưu tiên nữa rồi, không quan tâm. ESC Sport chưa tắt hẳn. Nhưng nếu bạn chuyển sang Koza thì ESC sẽ tắt. Xin lỗi, sẽ để ở chế độ đua. Chờ trường đua F1 ra tôi sẽ dùng cái tính năng này. Còn bây giờ là thôi, cứ để nằm im ở đây đã. Rồi. Mấy cửa gió điều hòa này ra rẻ thì siêu xe thì đắt tiền thì mình cũng không phải nói rồi, bởi vì nó kiểu gì nó chả xịn. Đúng không? Đương nhiên rồi, cái xe mà nhiều tiền nó xịn. Đây. Áp suất dầu này, áp suất dầu động cơ này, nhiệt độ này. Và mức bình. Các bạn sẽ thấy rằng là cái triết lý thiết kế nó ảnh hưởng rất nhiều, cái tư duy thiết kế rất nhiều. Chiếc McLaren thì phần phía ngoài nó như du thuyền, phi thuyền. Thì Lamborghini tất cả các hàng phím này như tàu vũ trụ. Đến cái bấm tạch 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 này, đèn hazard này thì cũng phải kiểu thế. Thế mới hay. Lên xuống kính đây ạ. Hạ gầm trước đây ạ. Tắt ESC đây ạ. Rồi, những cái ký tự này chúng ta có thể rất dễ hình dung. Cảm biến rồi là bỏ cái tính năng ngắt động cơ đi.
hệ thống điều khiển điều hòa đây, sấy ghế, sấy sưởi ghế đây. Audio có. Đương nhiên rồi, một chiếc siêu xe bây giờ là phải có phục vụ cả những cái việc mà tôi còn đi, tôi phải thưởng thức những bản nhạc chẳng hạn, hoặc thậm chí cho người bạn bên cạnh. Đây, những cái chữ start stop này này. Đấy, cái cách thiết kế này này. Thì rất đặc trưng của Lamborghini. Cái này hình như mình nhớ theo cái kiểu phong cách là mình nghĩ rằng nó theo kiểu nhiệm vụ bất khả thi ấy nhỉ. Mình mở ra, bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ bí mật, đi đón bạn gái. Rồi, cần số điện tử cũng rất lạ mắt nhé. Tất cả nó hệt như cái phi thuyền thôi. Mình đã xem phim viễn tưởng khá nhiều. Ở chiếc này thì chưa có các cái trang bị option như là carbon, nó chỉ là nhựa bóng thôi. Phanh tay điện tử, có những tính năng đây là nơi thực hiện nhiệm vụ bí mật, đổi tiền lẻ lấy tiền chặn nhá. Rồi, ngồi xe siêu sang thì chỉ muốn nằm ngủ, sử dụng chức năng massage, nhưng ngồi những chiếc xe siêu sang chỉ muốn phi ra trường đua ngày autobahn, trường đua Nürburgring, Sepang. À, có trường đua F1 Mỹ Đình tại Việt Nam. Hẹn các bạn tháng 4 nhá. Được không ạ? Đây, các khe cắm thẻ SD này. Đầu đọc đĩa có này. Mà theo cái xu hướng phát triển ấy, có khi sau này những chiếc siêu xe trộm vía lại có cả tủ lạnh nữa thì tuyệt vời. Rồi, còn trang bị trần da Alcantara, rồi ghế da Napa gì gì đấy thì đơn giản trên những chiếc siêu xe như thế này. Điều khiển kính cái này cũng được, ok. Đây, ghế lái điện, bơm lưng các kiểu, không có massage nhá. Bởi vì rất vui là khi đua thì thôi, massage thì còn khỏi đua nhỉ. Massage là phải êm êm thôi. Nhưng có một cái thứ mà tôi thấy Lamborghini nó chất thực sự luôn. Tiếng bô xe, ngay bây giờ mời các bạn. Còn chạy như thế nào thì hẹn các bạn ở trường đua. Chúng ta sẽ ra, chúng ta nghe. Trước khi nghe thì xin phép là bật cái nắp, cái nắp đỡ động cơ lên. Đó. Anh Johnny ơi, Johnny ơi, dừng quay một phút sang hỗ trợ. Đây, nhiệt tình lắm nha. Các bạn có thể kích lên góc trái màn hình để có thể xem thêm những cái video giới thiệu của chúng tôi, giới thiệu về mà Johnny giới thiệu về siêu xe. Bây giờ anh ấy sẽ là hỗ trợ tôi bang bang bang, bởi vì mic nó nằm ở đây. Nhưng hôm nay thì không ngu nữa rồi, hôm nay đứng xa như thế này chứ không lại dơ như thế này. Hôm trước McLaren anh em cười chết, xin lỗi. Đấy, từ từ nhá. Đấy, cái nắp này là mười mấy nghìn đấy nhở? Thế trên 20 kiểu 20.000 trên Aventador. 20.000 là một Fadin, bây giờ là VinFast Fadin. Rồi. Đây, đây các bạn hãy nhìn vào đây. Bịt tai, bịt tai. Ok. Thế thôi nha các bạn. Trước khi mời các bạn subscribe kênh, comment để chia sẻ thì mời các bạn có thể sang xem chiếc Huracan màu rất đẹp bên này. Cảm ơn Johnny nhá, tiếp tục làm việc phục vụ các tất cả các anh em. Sao cũng tắt đi, cuộc sống nó êm đềm, nó mắt biếc, nó hoa vàng cỏ xanh thế không biết nhỉ. Thực sự đấy. Chiếc này có độ rồi. Cảm dưới thấp hơn này. Rồi.
cuối cùng là cũng xin phép và cũng mong anh em là hãy subscribe kênh thật nhiều lên, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những cái video về xe siêu xe và tiếp theo nữa là siêu sang. Trong cái video sau chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc chúng ta sẽ xem một chiếc Rolls-Royce Ghost qua sử dụng còn lại những gì nhá. Bye bye.